cho điều kiện gì biết không? Rồi giáp là đầy biết cầm y y do ông đun giáp lần một tương đương mới đi về. Đúng không? Rồi. Tính đóng phê được không? Đó, cái việc chuyện vậy biết sao mà coi như là buổi xấu để nó đẹp. Gửi lên mọi người. Rồi giờ tính đó này không? Hai chết mày biết rồi mày còn đang tính được không? Muốn tính nhanh á, mày xử lý tiếp này. P mày mua luôn nguyên giá. Cộng 1. Nghệ thật là phải hy sinh nhé. Quỳnh chứ Hậu nhìn đây coi. Hậu Quỳnh. Lily. Thầy già tay thầy rung rồi, cầm vẫn rung. Mốt gì ước gì mình đừng có chia thấy mình rõ hơn. Cái gì đừng chia. Tay đẹp trai chứ vậy. Ở chỗ này tay đẹp trai nhất luôn á. Chỗ này nè. Mình làm tốt hay là mình uống cà nhìn vậy. Chưa. Nó ngủ trà chưa. Sáng đài hai chi miệng lại đây, những mấy người xuống đây nè. Thì mai mốt thầy mua cái xịn nữa. Cái loại xịn nhất á. Chứ mà chờ đúng số đó. Nói với công nghệ mà.
chim. Mình đâu có lúc chết đâu mày. Thầy nói mấy hình viên khó quá. Ở đây những chi thôi, những chi thôi. À, dạ đó. Rồi, cười hết chuyện đây. Chạy dữ đi. Đem đi cái này cho mình. Này, lấy cái này. Bây giờ đài là tiến bộ chưa? Tự tưởng tiến bộ. Phụ nữ đẹp nhất là khi cười mà cái cười thoải mái lên. Quán đời học sinh, học sinh quán đời học, quán đời học sinh chưa nói xong mà sắp phải rời xa cái nơi thân yêu. Đọc chưa sao mà ý kiến liền rồi. Vì quán đời là một khoảng của cuộc đời mà ý kiến gì đâu. Đúng không Bích Trâm? Ngọc chụp hình quay sang mà thầy ghép hình trên mạng xuống cho Ngọc. Hình mạng đẹp quá mà. Đây là anh Trương Văn Sinh. Gần cuối năm anh mới giác ngộ được chơi điện tử là có hại. Thì lên khai cái số 1 này. Là mình giới thiệu ngang ngang được không? Nha.